Giáo viên trường Xuân Đỉnh học hát Xẩm tặng học sinh. Dạy lại tôi cái câu đấy, mai tôi sẽ hát trước trường luôn. Nức nở xa gần chứ bấy lâu, nức nở xa gần, nức nở xa gần chứ bấy lâu, nức nở xa gần. Wow. Câu là cái văn nghệ của trường đúng không ạ? Không, thỉnh thoảng đấy tôi. Học sinh Xuân Đỉnh muôn phần đáng yêu chứ đẹp trai, xinh gái mỹ miều. Học sinh Xuân Đỉnh muôn phần đáng yêu chứ đẹp trai, xinh gái mỹ miều. Xinh gái mỹ miều chứ đẹp trai, xinh gái mỹ miều. Đây là giai điệu hát Xẩm Việt Nam hay dịp một tràng vỗ tay. Đẹp trai xinh gái mỹ miều, đây là giai điệu hát Xẩm Việt Nam hay xin một tràng vỗ.